Ấn quay lại. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với mình. Và mình là Chi Chi Linh Official. Thì lâu lắm rồi mình mới làm lại YouTube á mọi người. Mình đã bỏ YouTube một thời gian, bây giờ mình đã quay trở lại. Sau cũng bị tầm 1 tháng rồi mình chưa có up video á. Nên là hôm nay mình quyết định sẽ làm một clip khá là khác so với những cái clip trước. Thì chủ đề hôm nay đó chính là mình sẽ xem lại cái TikTok của mình giữa xưa và nay. Để mình tìm đã nha. Kiểu hôm nay mình sẽ kiểu so sánh xem xưa và nay mình sẽ kiểu thay đổi như thế nào ấy. Quá trình dậy thì của mình mặc dù nó không thành công lắm đâu, nhưng mà nói chung là nó cũng được các mọi người. Ngày xưa mình xấu lắm á. Mình sẽ kéo từ cái video đầu tiên luôn. Thật ra là mình đã khóa rất nhiều video lại rồi. Cái video này không hẳn là đầu tiên, nhưng mà nó sẽ là cái video đầu tiên mà mọi người nhìn thấy. Mọi người hiểu chứ? Ok. Ủa, tiếng đâu? Ơ, đây. Lại nhé mọi người, tại mình bị mất tiếng ấy. Ok, bắt đầu từ video đầu tiên. Em ngày xưa mình ăn mặc kiểu kinh thật á, kiểu bị phèn đấy mọi người cảm thấy thế không? Xong rồi đeo khẩu trang, rồi đeo cái dây gì ở cổ, xong rồi dơ nách lên, eo ơi. Eo quả tóc ngày xưa bị kinh á. Không, nhưng mà kiểu ngày xưa ở quê tóc như này là đủ cổ ấy, đẹp rồi. Tiếp nha. Nhìn mặt, mọi người thấy nhìn mặt khó chịu vậy đái không? Lè lưỡi nữa. Video này khá là buồn cười. Nhưng mà hồi đấy cái video này là cái video mà nhiều view, nhiều like nhất của mình á. 1,5 view. Wow. Tiếp nhá. Eo nhìn ngày xưa mình tởm mà. Eo vừa mới nhìn đập vào ngay cái quả máy. Quả máy y xì bây giờ luôn. Đúng mà, cái quả máy ngày xưa y xì bây giờ. Ok, mình ổn. Đây là một bộ tóc nhưng mà hai số phận. Ngày xưa bị kinh á, bây giờ mình đỡ rồi. Eo, cười xấu thế. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Nhưng mà ngày xưa mình rất là kiểu mộc mạc tự nhiên. Mình chỉ đánh son đi học thôi mọi người ạ. Eo, cổ còn đeo cái vòng cái vòng gì mà xến xến rồi có cái hạt tròn tròn ở giữa. Em ngày xưa mình đi học mình điệu vãi. Ok, tiếp theo, cái video tiếp theo đó là chính là cái bài ti TikTok đầu tiên mà mình kiểu mình tham gia ấy mọi người. Đây đây, có Quỳnh Anh này, anh Quang Hải với lại anh Bảo này. Eo thật sự ấy, cảm thấy cái cô ăn mặc ngày xưa của mình bị kinh á mọi người. Áo màu hồng rất là bánh bèo, chỉ lại đeo một cái cái này gọi là turban à, là cái gì mọi người ơi. Cái này á, ở lớp mình hồi mình học cấp 3 ấy, ở lớp mình đeo ở đây đi học này, và nó bảo là mày đeo cả quần xịt lên đầu à. Mày đeo cả quần xịt lên đầu à. Nhưng chả hiểu sao mình vẫn cứ đeo, hay là mình cảm thấy như vậy là đẹp nhỉ? Sao giờ mình xem lại bị kinh ấy. Nhưng mà cũng đáng yêu mà. Đợt này đáng yêu mà. À, đây là lần đầu tiên mà mình gặp Quỳnh Anh luôn. Đúng không ta? Ừ đúng. Lần đầu tiên mình gặp Quỳnh Anh. Trước đó thì mình cũng có quen Quỳnh Anh ở trên mạng rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình gặp Quỳnh Anh. Đây, tóc ngắn mọi người ạ.
từ tóc dài chuyển qua tóc ngắn. Ngơ ngác, ngơ ngác. Em cute bye bye. Cute mà mọi người nhìn nó hơi kinh một tí. Cute bye bye. Hơi kinh một tí. Nhưng mà cute mà đúng không? Đây. Video này kiểu là ngày xưa mọi người cũng biết là cái hồi mà TikTok nó mới hot ấy, rất là kiểu chuộng cái Jensen đúng không? Quay kiểu giữa ống kính ấy. Mình cũng có quay này mọi người. Mặc dù tóc hơi bết tóc hơi bết nhưng mà ngầu. Giống ấy, thực sự ấy, mọi người giống thực sự ấy. Em nhìn như kiểu hai anh em sinh đôi á. Giống mày đấy. Rồi. Đây, mình sẽ cho mọi người xem video thay quần áo đầu tiên mà mình quay. Kiểu hồi đấy mình đang tham gia cái gì thì phải. Ok. Mình sẽ cho mọi người xem lần thứ hai mà mình đi party TikTok. Đây là party TikTok 2 mọi người ạ. Cương cao. Cương cao. Mọi người ơi, mình sẽ cho mọi người xem cương cao. Đây. Cương cao ngày xưa kinh đấy. Cao ngày xưa. Cương cáo ngày xưa này mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình gặp và mình quen Cương ấy. Kiểu TikTok là nơi mà bọn mình hội tụ và lần đầu tiên bọn mình gặp nhau tất đều là ở TikTok hết trơn ấy. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái video mà tạo nên cái tên tuổi của mình trên TikTok. Đây. 500k tim. Nhi cũng đang yêu mà. Nhưng mà mọi người toàn có mình chửi mình mà. Chả biết cái sao đâu. Mà thôi kệ đi, qua rồi. Mọi người ơi, cái đợt mà mình cắt tóc đến đây nhá, chả hiểu sao mình ra quán tóc xong mình cắt ngắn tít 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 luôn. À biết rồi, tại vì cái đợt này là mình rất là hay xem TikTok chung. Mà mấy chị chung ấy kiểu ngầu ngầu thôi mà cắt tóc kiểu này, mình học theo. Vuốt tóc đồ. Mình mặc váy loi nhá. Váy loi hả? Đúng không? Em nhìn đáng yêu mà đúng không mọi người? Đáng yêu mà. Mặc váy đáng yêu ấy. Mọi người cứ để ý là mình toàn đeo kính kiểu trễ trễ này rồi. Đúng không? Mọi người thấy không? Vì mình tự ti về cái mũi của mình ấy. Mình thẳng đeo kính kiểu trễ trễ này này. Kiểu che đi cái kính mũi của mình. Nhìn trông nó thon thon ấy. Bây giờ béo vai. Em nhìn mặt béo vai đấy. Ngày xưa mặt mình béo đấy.
100 ca tim. Bắt đầu phát đứng bắn bóng 100 ca tim. Đâu hiểu kiểu gì ạ? Ngày xưa mình nhiều clip đỉnh vãi. Mặc dù mình cảm thấy nhảm nhí với đá nhưng mà vẫn được nhiều tim. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn tim cho mình. Đây, lại là một clip. Clip này là gọi là nhiều tim nhất của mình từ trước đến nay. Nhất nhất luôn. Sau khi mình nhuộm tóc màu tím, mình chuyển có xanh mọi người. Xanh này kiểu xanh ngọc, nó hơi xanh xanh lá một chút nhưng mà nó là xanh ngọc. Bây giờ mình cảm giác là đáng yêu nhất của mình luôn. Moon, eo, mọi người cảm giác Moon ngày xưa mặt rất là ngu ngốc không? Ngày xưa eo đáng yêu vãi, ngày xưa đáng yêu vãi này. Lại còn mặc đồ đôi nữa hay còn khủng long. Đây đây, cho mọi người xem rõ hơn mặt Moon. 1, 2, 3, let's go. Kiểu cảm giác mặt bất lực ấy. Nhưng mà đáng yêu không mọi người? Muốn trở lại ngày xưa để ôm Moon vào lòng. Video này kỷ niệm vãi. Kiểu mình đang đứng ấy, mình quay quay ấy, xong rồi quay đằng sau hai đứa đang ôm nhau hôn nhau mọi người ạ. Bị tức ấy. Kiểu cảm giác mà cô đơn. Đấy, phải é. Nó thấy mình quay hôn nhau mọi người ơi, tức. Tức thật sự ấy. Đỉnh nhất thôi nhưng mà tim không được nhiều nhưng mà đỉnh. Ai cũng thích clip này rồi. Có 200 tim. Có mèo đen nữa hợp vãi. Đây là Bảo Bảo mọi người ạ. Bảo Bảo cũng là con của mình luôn. Xong, mình quyết định đi nhuộm tóc một quả đầu màu hồng chóa lóa. Tiếp này. Đã bắn tim của tay vai. Ok. Mình thay đổi nhiều vãi đái mọi người cảm thấy thế không? Thật là đáng sợ. Sau khi nhuộm hồng, mình nhuộm về xanh. Mình nhuộm ra xanh mọi người ạ. Màu cũng đẹp. Mọi người thật ra là mình tự nhuộm ở nhà. Cái màu này là mình tự nhuộm ở nhà. Mình mua cái thuốc, đáng nhẽ mình định nhuộm ra màu xanh lá cơ. Nhưng mà do tóc mình là màu cũ là nó bị hồng ấy. Khi mà trộn với thuốc và nhuộm vào tóc ấy thì tự nhiên nó ra cái màu xanh này. Mọi người thấy thấy cái chân tóc mà mình tẩy nó ra màu xanh lá luôn này. Đợt này là biết dùng áp các thứ, bóp mũi các thứ rồi nên là nhìn ok phết. Vậy nhuộm mà là nó bị phai ra mọi người. Nó phai ra màu khói khói à. Màu khói khói xanh. Đây mình sẽ kiểu đây là trong video còn là đây ngoài đời nha. À để quá là chơi là cho bà đấy. No face. À đấy. Mình rất là ngu tiếng Anh. Kiểu mình nghe thôi mà mình bắt chước lại thôi ấy. Trông như thế này. Và bây giờ mình đã nhuộm sang màu cam rồi mọi người ạ. Cho mọi người xem video mới nhất của mình nhé. Nhìn hơi dẻo dẻo một tí nhưng mà cũng đáng yêu mà. Ngầu chưa? Nói chung là mình cảm giác như ngày xưa, bây giờ mình khác vãi đái. Khác rất là nhiều luôn ấy. Nhiều dã man. Nhưng mà ngày bây giờ biết dùng app các thứ, make up các thứ, mặc quần áo các thứ nên là nhìn nó đỡ hơn ngày xưa rất là nhiều. Mình cảm thấy mình thay đổi khá là nhiều. Vậy thì khá là ok. Không có thành công lắm nhưng mà ok không mọi người? Nó không bị kinh. Ok.
Mình sẽ kết thúc clip ở đây, mọi người nhớ like, share và subscribe kênh cho mình nha. Nhớ bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình. Bye bye. Thì mọi người cũng có thấy áo này rồi chứ? Áo này à, rất thích coi nhá. Tại vì nhiều người, nhiều bạn hỏi mình về info à các thứ ra, mình cũng nói cho mình nghe thế. Tại vì mình mua ở Đức thì có rất là nhiều, khá là nhiều, chứ không phải rất nhiều. Đa phần đồ của mình đều là Đức coi. Mình đọc tiếng Anh ngu. Ok, mình sẽ để link ở bên dưới nhá.